Việc ký kết các hiệp định thương mại tự do đặc biệt là CPTPP sẽ giúp hàng hóa của Việt Nam thuận lợi hơn khi xâm nhập thị trường Mỹ Latin. Nhận định được Bộ Công Thương đưa ra tại một diễn đàn thương mại và đầu tư diễn ra chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và khu vực Mỹ Latin đã tăng lên con số 14 tỷ đô la Mỹ trong 10 tháng năm nay, tăng 3,5 lần so với năm 2009. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Công Thương, con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với tiềm năng hai bên. Hàng hóa tiêu dùng, thủy hải sản, các sản phẩm sơ chế là những sản phẩm mà thị trường Mỹ Latin đang có nhu cầu rất lớn. Dự kiến đến năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều sẽ tăng lên 18 tỷ đô la Mỹ. Hai vấn đề lớn, phải to.